Tập 4. Anh ta mang cô ra, không ngờ vịt nấu chín rồi, còn để nó bay mất. Chúng tôi để cậu ta chạy mất rồi, Lâm Vĩnh Phú. Ông Lâm, mặc dù ông không bắt được Võ Hoàng Phi, nhưng đã giúp anh ta lộ diện. Đây, đã là một phần công lao rồi. Cảm ơn cô Kazumi đã khen. Nhưng mà, để tên Võ Hoàng Phi chạy mất rồi, không biết khi nào mới lộ diện. Cho nên, chúng ta phải bắt anh ta lộ diện. Ý của cô Kazumi là, bây giờ Võ Hoàng Phi đã xác định Trần Gia là kẻ thù số một của anh ta. Có thể giúp anh ta lộ diện cũng chỉ có thể là Trần Bá Long. Tôi hiểu rồi. Ý của cô Kazumi là mong tôi tiết lộ tin Trần Bá Long đi xem kịch ra ngoài. Võ Hoàng Phi đang nóng lòng lấy mạng Trần Bá Long, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Đúng không? Ông Lâm quả nhiên không phải người bình thường. Tôi không nhìn nhầm ông mà. Sau khi chuyện này thành công, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Ông Lâm sẽ trở thành hội trưởng Thương hội Thượng Hải. Vậy tôi cảm ơn nhé. Cảm ơn cô rất nhiều. Được rồi, vậy tôi về trước nhé. Cáo từ. Tạm biệt cô. Tên Lâm Vĩnh Phú này, mới nói chút đã hiểu rồi. Thông minh đó. Người thông minh đa số đều không sống lâu được. Anh Phi, tôi đã nghe ngóng được rồi. Tên Trần Bá Long này sẽ xem kịch ở Bạch Lạc Môn trong vòng 7 ngày liên tiếp. Đây là một cơ hội tốt để ra tay. Xem biểu diễn ở Bạch Lạc Môn sao? Đúng vậy. A Hưng, A Hiệp, Võ Gia gặp phải đại nạn, liên lụy hai cậu rồi. Hoàng Phi tôi ở đây là để nói xin lỗi với hai cậu. Tối nay lành ít dữ nhiều. Anh Phi, đây không phải là lúc nói những lời tiêu cực vậy đâu. Nghe tôi nói hết đi đã. Có một chuyện tôi muốn nhờ hai cậu. Anh Phi, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Lỡ như tôi xảy ra chuyện bất chắc gì, thì hai cậu phải bằng mọi giá tìm ra Hoàng Phụng em gái tôi. Anh Phi, anh yên tâm đi. Hoàng Phụng là em gái anh. Cô bé cũng là em gái của chúng tôi. Đúng vậy. Nào, lấy mạng Trần Bá Long để báo thù rửa hận. Cạn ly. Anh không ở bệnh viện, sao lại đến đây? Không mất mạng được đâu. Hôm nay Võ Hoàng Phi rất có thể sẽ đến. Sao mà tôi có thể không xuất hiện chứ? Lần trước để anh ta may mắn chạy thoát, lần này tuyệt đối không được tha cho anh ta. Bên trong bố trí thế nào rồi? Bố trí xong hết rồi. Đã liên hệ với cục cảnh sát để mai phục trong đó rồi. Phim được dịch, tốt lắm. Phần còn lại chính là đợi cá xa lưới thôi. Võ Hoàng Phi nhất định sẽ đến sao? Tôi nói anh ta đến thì anh ta nhất định sẽ đến. Khôn lên cho tôi. Sau đêm nay, bến Thượng Hải này sẽ mang họ Trần.
Anh Phi. À Hưng, tỉnh dậy. À Hưng à, tỉnh đi. Anh Phi ơi. Anh Phi. Anh Phi à. Anh Phi đâu rồi? Anh Phi. Anh Phi đâu? Các vị, Long Gia đến rồi. Kính chào Long Gia. Chào Long Gia. Xin chào Long Gia. Chào Long Gia. Xin chào. Xin chào Long Gia. Xin chào. Chào ông. Lâu rồi không vào nơi này. Trước đây nơi này là nơi của Võ Quốc Thiên, nhưng không lâu nữa sẽ là của Long Gia thôi. Tôi nói các vị nghe này, tất cả chúng ta đều đang đợi Long Gia tới, có đúng không? Đúng vậy, đúng rồi. Đợi Long Gia tới để làm chủ Thượng Hải. Tôi nói này ông Lâm, ông nặng nặc thuyết phục tôi đến đây, không phải chỉ để tôi đến xem quá khứ của võ gia đó chứ. Xem biểu diễn. Xem biểu diễn chứ. Long Gia, mời ông ngồi. Các vị, ngồi xuống hết đi. Đợi Long Gia xem xong màn biểu diễn sẽ hiểu được tâm ý của Lâm Vĩnh Phú tôi. Đứng yên. Phim được dịch thuyết minh Võ Thiếu Gia tại Yfim TV. Anh cũng to gan quá rồi đó. Cậu chính là Võ Hoàng Phi sao? Trần Bá Long. Tôi thề là tôi sẽ báo thủ cho cha tôi. Võ Hoàng Phi, anh đã như vậy rồi, sao mà vẫn còn cứng mồm cứng miệng vậy chứ? Ông Lâm, anh em chúng ta đã không gặp nhau hơn 20 năm rồi. Ông bảo tôi xem kịch mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Không phải đó chứ? Ông Trần, chuyện này thật sự không liên quan tới Lâm Vĩnh Phú tôi. Ông Trần, chuyện này thật sự không liên quan tới ông Lâm đâu. Theo như tôi biết, là do nội gián của võ gia làm. Vớ vẩn. Võ gia tôi làm gì có nội gián chứ?
Anh đã như vậy rồi, cũng không sống được mấy ngày nữa đâu. Nói thật cho anh biết, nội gián của Võ gia các người chính là A Tường. Còng tay lại. Trong một khoảnh khắc, Võ Hoàng Phi đã hoàn toàn bị lừa. A Tường là tài xế riêng của cha, sao có thể trở thành nội gián của Võ gia? Lời của cảnh sát rốt cuộc có đáng tin không chứ? Võ Hoàng Phi lần đầu trải qua bão táp, nhất thời đã mất khả năng phán đoán, không biết có nên tin cảnh sát không. Đi thôi. Võ Hoàng Phi, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi khắc ghi ông ở trong lòng. Để tránh lấy mạng nhầm người, ông cứ đợi đó cho tôi. Còn nói nhảm à, ông đợi đó cho tôi. Đưa đi, mau đưa đi. Tôi nói này Võ thiếu gia, anh không muốn sống yên ổn mà lại đi lấy mạng người khác. Anh đang gây thêm rắc rối cho chúng tôi đó. Tôi không phải là sát nhân. Anh xem anh kia, tôi đã làm cảnh sát nhiều năm rồi, có tên sát nhân nào mà tự thú tội đâu cơ chứ. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh bắt được tôi, nhưng tôi là ám sát chưa thành. Đó là vừa nãy. Vừa nãy anh đã ám sát không thành. Phim được dịch Thuyết Minh và lộ chiếu tại eFilm TV. Theo như kiểm tra, anh đã dùng khẩu súng này để bắn Văn Đức mất mạng, rồi bắn cha anh là Võ Quốc Thiên, sau đó lại cầm nó đến để ám sát ông Trần. Bằng chứng thuyết phục chứ? Được thôi, anh nói cho tôi biết, dựa vào đâu mà các anh chắc chắn đó là khẩu súng này? Trên này có vân tay của anh. Các anh vừa bắt tôi, sao các anh biết dấu tay của tôi? Anh nói nhiều quá rồi đấy. Đưa đi. Quay về đơn vị. Ông Trần, làm ông hoảng sợ rồi. Nào, ngồi xuống đi. Ngồi đi, tôi không ngồi nữa đâu. Ông Lâm, hôm nay ông mời tôi xem vở kịch này, đặc sắc lắm. Tôi về trước đây. Long Gia, Long Gia à? Gậy đâu? Anh Thiên Sơn, Trần gia các anh chiến thắng trận đầu, phải vui mới đúng chứ. Và lại, bây giờ Võ Hoàng Phi vào tù rồi, sản nghiệp của Võ gia, Trần gia của anh cũng chiếm không ít. Anh Thiên Sơn còn phiền muộn cái gì vậy chứ? Nói thì như vậy, nhưng địa vị của Võ gia ở Thượng Hải thâm căn cố đế, muốn triệt tận gốc không dễ đâu. Thế nào? Anh Thiên Sơn có những thứ này vẫn không vui à? Súng tốt đấy. Chỉ là không biết khi nào mới có thể dùng được. Chẳng lẽ cha nuôi của anh vẫn chưa hạ quyết tâm sao? Suy nghĩ của ông ấy có vẻ như không giống tôi lắm. Anh Thiên Sơn, tôi hy vọng anh không phụ lòng tốt của tôi.
Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Anh giúp tôi. Rốt cuộc là muốn nhận thứ gì từ tôi? Lợi ích. Lợi ích sao? Đúng vậy. Anh Thiên Sơn đừng quên, tôi là một thương nhân. Tôi sẽ không làm một mối làm ăn lỗ vốn. Tôi giúp Trần gia các anh cũng là giúp anh mà. Vậy thì tôi với anh là bạn bè rồi. Nếu sau này Trần gia có được bến Thượng Hải, lẽ nào anh lại không giúp tôi sao? Đến lúc đó, chuyện làm ăn của tôi có phải sẽ càng phát triển hơn không? Báo đây, bán báo đây, tên sát nhân hại cha ruột Võ Hoàng Phi hôm qua đã bị tóm, ít ngày nữa sẽ bị xét xử. Bán báo đây, tên sát nhân hại cha ruột Võ Hoàng Phi, bán tôi một tờ. Bán báo đây. Được. Được lắm. Cuộc chiến giữa Võ Gia và Trần Gia đã được châm ngòi. Tại sao lại phải tống Võ Hoàng Phi vào tù chứ? Nếu Võ Hoàng Phi không vào tù, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của Trần Gia xử lý. Nhưng nếu cậu ta vào tù, thì sẽ cắt đứt manh mối duy nhất để chúng ta tìm ra vàng. Không phải anh Kamaku ra nói rằng, sau vài năm kinh doanh, từ những người ở tầng lớp thượng lưu Thượng Hải đến những người ở tầng lớp hạ lưu đều có tai mắt của anh sao? Chẳng lẽ trong tù không có người của anh sao? Ý của cô Kazumi là giày vò anh ta, ép anh ta giao vàng ra, hoặc là làm sao cơ? Hoặc là bắt anh ta dùng số vàng đó để chiêu binh mãi mã chiến đấu với Trần gia. Bất kể cậu ta chọn con đường nào, chúng ta đều có thể tìm ra vàng. Cô Kazumi đúng là cao minh. Ấn đi. Thiên Sơn, con có vẻ rất vui nhỉ. Cha nuôi, Võ Quốc Thiên qua đời rồi. Tên sát nhân Võ Hoàng Phi hại cha mình cũng bị bắt rồi. Võ gia sắp bị tiêu diệt rồi. Con có thể không vui sao? Võ Quốc Thiên là do con hại hả? Tất nhiên là không rồi. Thiên Sơn, con không thấy sợ sao? Sợ ư? Sao con phải sợ chứ? Võ gia là một gia tộc lớn, nói sụp đổ là sụp đổ. Võ Quốc Thiên qua đời không rõ ràng, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hung thủ hại ông ta là ai. Không phải là Võ Hoàng Phi sao? Lời bịa đặt này mà con cũng tin được à? Thiên Sơn à, nếu con lại cứ bất cẩn như vậy, nói không chừng sẽ đến lượt chúng ta đó. Sao mà thế được chứ cha nuôi? Ai mà dám ra tay với Trần gia chúng ta chứ? Không thể nào. Hôm nay họ có thể gài bẫy Võ gia, thì tại sao họ không thể đối phó với Trần gia chúng ta chứ? Thiên Sơn, đây là bến Thượng Hải. Nó có thể biến con thành vua chỉ sau một đêm. Nó cũng có thể khiến con biến mất ngay lập tức. Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Ngày mở phiên tòa được ấn định vào ngày nào? Sáng ngày mốt. Đây là nhanh nhất rồi. Con đã hối lộ xong rồi. Tòa án sẽ xét xử với tốc độ nhanh nhất. Thẩm phán cũng là người của chúng ta.
Đến lúc đó cha sẽ tới xem phiên tòa. Cha nên đi. Còn gì tốt hơn là nhìn vào kẻ thù của mình đứng ở ghế bị cáo, bị thẩm phán tuyên án tử hình. Vui quá đi thôi. Điều mà cha vui nhất đó là tự tay lấy mạng kẻ thù của mình. Ném đá giấu tay, cha không bao giờ làm. Cha nuôi à, con đi sắp xếp vài chuyện cho phiên tòa ngày mốt đây. Phim được dịch thuyết Võ Hoàng Phi và lồng tiếng tại iFilm TV. Tranh thủ thời gian đó. Anh Phi, đừng gọi tôi là anh Phi nữa. Đại thiếu gia, A Tường, chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh Phi, anh làm sao vậy? Làm sao ư? Câu này tôi hỏi các cậu mới đúng chứ. Anh Phi, anh muốn hỏi gì thì anh cứ hỏi đi. Các cậu nghe rõ đây, nơi ẩn náu của chú Trung với chú Nghĩa có phải chỉ có các cậu biết thôi đúng không? Tôi với mẹ tôi tới vô tích, cũng chỉ có hai người biết thôi nhỉ. Đưa tôi lên tàu đi châu Âu cũng chỉ có hai cậu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra là kẻ phản bội võ gia tôi, lại là hai tên xúc sinh các cậu. Anh Phi, tôi không có. Đừng gọi tôi là anh Phi nữa. Anh Phi, anh bình tĩnh lại đi. Cậu buông tôi ra, buông tôi ra. Cẩn thận A Tường. Anh Phi à, cút đi. Kẻ phản bội, cậu là kẻ phản bội. Cướp xe cứu anh, buông tôi ra. Cút đi. Anh Phi, cút. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Đưa tôi về phòng giam. Anh Phi, anh Phi à, bọn tôi bị oan. Anh Phi à, anh đổ oan cho chúng tôi rồi. Đi đi, hét cái gì chứ, mau đi đi, nhanh lên, mau đi ngay, đi mau, là hét cái gì chứ, mau đi đi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta đường ai nấy đi. Giải tán đi. Gì chứ? Vậy mà đã giải tán rồi sao? Giải tán đi. Anh Kamakura, thế nào rồi? Có hỏi được thứ gì giá trị không? Không kịp. Nhưng mà có thu hoạch bất ngờ. Võ Hoàng Phi bây giờ đang nghi ngờ. Ngay cả Tâm Phúc là A Hiệp và A Hưng cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Không tin họ nữa rồi. Ngu ngốc. Võ Hoàng Phi không phải là không tin họ nữa, mà là bắt đầu nghi ngờ cậu đó. Được rồi, cậu phải tự mình cẩn thận hơn đấy. Chạy đi. Thằng đốn mặt này đúng là kẻ phản bội mà. May mà anh Phi phát hiện kịp thời. Nếu không thì vụ cướp xe chúng ta phải nói ra trước mặt anh ta rồi. Tôi phải lấy mạng tên đốn mặt này. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu anh Phi ra. Đợi anh Phi ra ngoài, chúng ta sẽ tìm tên xúc sinh này. Anh Hiệp, anh nói đúng. Chúng ta phải cứu anh Phi ra trước đã. Đi thôi, chúng ta về bàn bạc trước cái đã. Phim được dịch Lâm Gia và lồng tiếng tại iFilm TV. Sao thế?
Ông Lâm lại mời tôi xem kịch đấy à? Long Gia, lần trước mời ông thì suýt nữa gây ra chuyện lớn, tôi nào còn dám nữa. Vậy lần này ông... Lần này là cô Phạm Bảo Thi đặc biệt mời ông, nói là muốn trực tiếp xin lỗi ông. Long Gia, vậy ông xem, tôi bảo cô Phạm Bảo Thi đón tiếp khi ông tới nhé. Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới. Được, tốt quá rồi. Mời ông. Được. Long Gia, mời ông. Sao lại không có ai hết vậy? Long Gia, chuyện lần trước khiến Long Gia hoảng sợ rồi. Lâm Vĩnh Phú tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lần này tôi đã sắp xếp một màn biểu diễn riêng cho ông để bày tỏ lòng xin lỗi. Ông xem, hôm nay nơi này chỉ thuộc về một mình Long Gia thôi. Ông Lâm, chúng ta cùng xem nhé. Không, không được. Long Gia, Lâm Vĩnh Phú tôi có thể sống đến ngày hôm nay, nói thật thì chỉ nhờ hai chữ thôi. Biết điều. Tôi đi trước nhé. Long Gia, ông từ từ thưởng thức nhé. Từ từ thưởng thức nhé. Vậy thì tôi cảm ơn ông nhé. Tuyệt vời. Hay cho bài Tôi Có Một Mối Tình. Tuyệt lắm. Để ông Trần chê cười rồi. Được nghe cô hát bài này ở bến Thượng Hải, đúng là mang một cảm giác khó tả. Ông Trần, chẳng lẽ ông đã nhớ tới chuyện gì đó ở quá khứ rồi ư? Hôm nay không phải lúc nói về quá khứ. Cô Phạm Bảo Thi à, cô có biết không, chỉ cần dựa vào bài Tôi Có Một Mối Tình mà cô vừa hát, cô có thể nổi tiếng khắp Thượng Hải này rồi. Bảo Thi chỉ là một cô ca sĩ nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến việc nổi tiếng ở bến Thượng Hải cả. Bến Thượng Hải sở dĩ gọi là bến Thượng Hải, đó là vì dù cho cô có nghĩ tới hay không nghĩ tới thì nó vẫn sẽ diễn ra ngay trước mắt cô thôi. Nếu như cô muốn ở lại Thượng Hải, vấn đề ăn ở đi lại của cô tôi sẽ lo hết cho cô. Trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ khiến cô nổi tiếng khắp Thượng Hải.
Ông Trần đối tốt với Bảo Thi như vậy là vì muốn nhận được thứ gì sao? Tôi không muốn thứ gì từ cô cả. Chỉ là tôi cảm thấy cô trông giống một người bạn cũ của tôi. Người có thể khiến ông Trần nhớ mãi không quên như vậy chắc là rất quan trọng đối với ông Trần nhỉ? Nếu Bảo Thi có nói gì không đúng, ông Trần cũng đừng để tâm. Đề nghị vừa nãy của tôi, cô đồng ý chứ? Ông Trần đối xử với Bảo Thi như vậy, nếu Bảo Thi không đồng ý, vậy thì tôi quá là không biết điều rồi. Tốt. Rất tốt. Ông Trần, người bên cạnh tôi đều gọi tôi là Long Gia. Chỉ có người ngoài mới gọi tôi là ông Trần thôi. Sau này cô cứ gọi tôi là Long Gia. Tôi biết rồi thưa ông Trần. Tôi biết rồi, Long Gia. Mời cô. Trần Bá Long án binh bất động, chờ thời cơ, ngang ngang đắc ý. Từ Ninh Ba đến Thượng Hải, lúc vừa mới đến đã tình cờ gặp cô ca sĩ Phạm Bảo Thi, người có nét giống với Nguyễn Phương Thảo hồi còn trẻ, và ngay lập tức bị cảm động bởi giọng hát của cô ta. Nhưng mà ông ta sao có thể ngờ rằng Phạm Bảo Thi yếu đuối, dịu dàng này lại là đặc vụ của Nhật Bản có biệt hiệu là Ngòi Ong, tên là Kazumi Kazoko. Còn cô ta đang chuẩn bị mượn lực lượng của Trần Bá Long để tạo ra một trận chiến khốc liệt ở bến Thượng Hải. Võ thiếu gia, lâu rồi không gặp. Cấp trên đặc biệt căn dặn anh là tội phạm nguy hiểm, cho nên để tôi đích thân áp giải. Mời. Đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Phim được dịch, bình an vô sự. Tâm trạng của Võ Hoàng Phi dần dần được thả lỏng. Giờ phút này, điều mà anh ấy lo lắng nhất không phải phiên tòa sắp tới của bản thân, mà là những người anh em của anh ấy sẽ bất chấp nguy hiểm đến cứu anh ấy. Chỉ cần nhìn xung quanh, anh ấy đã hiểu rằng bản thân mình lúc này chính là một miếng mồi lớn. Kẻ thù nguy hiểm đó đang chờ những người anh em của anh ấy tấn công. Anh Hiệp, bụng tôi hơi khó chịu, tôi đi vệ sinh chút nhé. Cậu mau đi đi. Đi thôi. Được đấy. Một mình anh mà cũng dám cướp xe tù à? Ai cho anh cái gan đó thế? Không được nhúc nhích. Anh mà cử động là tôi nổ súng đó. Tới đi. Bắn đi. Tất cả chúng ta cùng nhau về chầu trời luôn. Các người lùi lại cũng vô dụng thôi. Chỉ cần bom nổ
chúng ta đều phải mất mạng thôi. Nếu muốn sống thì mau chóng thả anh Phi ra cho tôi. Tôi nói cho anh biết, tổng thanh tra đã nói rồi, nếu trên đường đi có xảy ra chuyện gì thì xử Võ Hoàng Phi ngay tại chỗ. Lão Mũ, nghe rõ đây, tôi sẽ đếm đến năm, nếu người này không rời đi thì bắn một phát súng vào Võ Hoàng Phi cho tôi. Anh biết đấy à? Anh không nghe những gì tôi vừa nói sao? Chỉ cần quả bom này nổ, kể cả anh Phi, chúng ta đều sẽ phải mất mạng. Anh, cả Võ Hoàng Phi mà anh cũng dám nổ, thay vì bị các người đổ oan rồi dẫn tới mất mạng, thì anh Phi nguyện ý ra đi một cách trong sạch hơn đó. Bớt nói nhảm đi, mau thả anh Phi ra, giao anh ấy ra. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đó. Tôi sẽ đếm đến năm. Năm. Đừng, đừng mà. Có gì chúng ta từ từ nói. Bốn. Anh Hưng. Ba. Anh Hưng, tôi. Chúng tôi thả người cho anh thì quay về chúng tôi cũng đều sẽ mất mạng. Hai. Được rồi, chờ đã. Người đâu? Giao người cho anh ta đi, mau lên. Anh Phi, thằng nhãi này, cậu được đấy. Anh Hưng, anh nhìn này, Võ thiếu gia của các anh ở đây này vẫn còn khỏe mạnh lắm. Sao các người còn còng tay anh Phi? Người đâu? Đưa chìa khóa cho anh ta. Không phải đưa chìa khóa cho tôi, mà là mở cổng cho anh Phi. À Hưng, cẩn thận. Võ Hoàng Phi cho rằng anh ấy đã đủ trưởng thành, đã có thể bình thản nhìn nhận sự thành bại của thế sự. Nhưng anh ấy phát hiện ra anh ấy sai rồi. Người cha mà anh từng nghĩ là toàn năng đột nhiên bị sát hại. Gia tộc Võ gia lớn mạnh như vậy mà nói sụp đổ liền sụp đổ. Có lẽ anh ấy vẫn có thể dốc toàn bộ tinh thần của mình để chống chọi với những cú sốc này. Nhưng hôm nay nhìn thấy người anh em của mình vì cứu mình mà mất mạng dưới lưỡi dao của kẻ thù ở ngay trước mặt mình, anh ấy đột nhiên cảm thấy sợi dây tinh thần bị kéo căng trong suốt thời gian qua cuối cùng đã đứt rồi. Anh ấy bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ về bản thân và tự thấy ghét bỏ chính mình, mà ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt và hành hạ tâm trí của anh ấy, nhất thời khiến nội tâm anh ấy ngoài báo thù ra thì không còn thứ gì khác. Đi, lấy bom đi. Đưa anh ta đi.
các anh em đi cứu người thôi. Cứu anh Phi thôi. Đi thôi. Các cậu làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh Hiệp, không thể nhìn anh Phi bị vu oan được. Đúng vậy, anh ấy đối tốt với chúng ta như vậy. Chúng ta phải cứu anh ấy ra, đúng không? Đúng, đúng vậy. Chúng ta nhất định phải cứu anh Phi ra. Tôi cũng muốn cứu anh Phi. Các cậu nói cho tôi biết, cứu thế nào đây? Chúng tôi sẽ cướp ngục. Đúng vậy, cướp ngục, cứu anh Phi, cướp ngục sao? Các cậu mang những thứ này đến đồn cảnh sát, chỉ có nước mất mạng thôi. Vì anh Phi tôi tình nguyện. Đúng không anh em? Đúng vậy, tôi cũng tình nguyện. Các cậu tình nguyện. Nhưng anh Phi không đồng ý. Các cậu nhìn xem, bây giờ bến sông Nam còn lại bao nhiêu người? Những người có thể đi đều đã đi hết rồi. Những tên đó là những kẻ nhát gan, tan đàn xẻ nghe hết rồi. Chúng tôi không giống họ. Chúng tôi đều đã biết hết rồi. Anh Hưng vì cứu anh Phi. Anh Hưng anh ấy. Anh Hưng không sợ mất mạng. Anh em chúng tôi cũng không sợ đâu. Đúng không các anh em? Đúng vậy, chúng tôi không sợ đâu. Đúng vậy. À Hưng ra đi rồi. Tôi hận không thể ra đi cùng cậu ấy. Nhưng tôi không thể. Nếu như tôi mất đi rồi, ai sẽ lên kế hoạch cứu anh Phi chứ? Còn các cậu nữa, các cậu càng không thể để mất mạng. Nếu ngay cả các cậu cũng mất mạng, anh Phi ra ngoài, thì ai sẽ giúp anh ấy làm lại từ đầu chứ? Ý của anh Hiệp là, nếu tôi đoán không nhầm, người của Trần gia chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Các cậu về nhà giữ gìn sức khỏe, chờ anh Phi ra ngoài, giúp anh ấy vực lại võ gia. Còn anh Hiệp thì sao? Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ ở lại bến sông Nam. Anh Phi nếu có thể ra ngoài, anh ấy nhất định sẽ đến đây tìm tôi. Các cậu cứ giải tán đi, đừng bốc đồng. Chúng ta nghe theo anh Hiệp đi. Giải tán hết đi. Đến nơi rồi cha nuôi.